Việt Nam trong bạn là gì? Việt Nam là nước mình. Ai chẳng biết. Việt Nam trong tôi là một sắc xanh của trời, sắc xanh của biển và quan trọng hơn chính là sắc xanh hòa bình. Việt Nam trong tôi là những năm tháng lịch sử hào hùng. Việt Nam trong tôi là những con phố dài và đẹp. Việt Nam trong tôi là những bữa cơm nhà, là những món ăn ngon như là phở, bò, hủ tiếu. Là giây phút thành công sau mỗi chương trình lớn, đầy khán giả với những tràng vỗ tay. Việt Nam trong tôi chính là cuộc sống của tôi. Việt Nam trong tôi là những khúc dân ca, những người mặc khoác áo tơi ra đồng trong những ngày nắng cháy chang chang, cờ đỏ sao vàng đất nước Việt Nam. Representing Vietnam. Việt Nam trong tôi là niềm vinh dự tự hào khi lá cờ tổ quốc tung bay trên đấu trường quốc tế. Là sự an toàn của tôi và các đồng nghiệp sau ngày làm việc. Từ khung cảnh, tiếng nói, sự đoàn kết để thương yêu nhau, đó là Việt Nam trong tôi. Việt Nam trong tôi là cội nguồn, là tương lai, là nơi mà trái tim tôi luôn tìm về. Còn bạn, Việt Nam trong bạn là tự hào lắm. Tôi là người Việt Nam đẹp nhất thế giới.